river.
hai cây nữa. Cái cây của nó kẹp to thế rồi đó. Khiêng không nổi. Bốn người khiêng nhưng hai ống vừa thôi nhỉ. Không, cái này. Hai ống vừa thôi mà. Hai ống vừa. Không còn kịp kìa. Thế nó cứ để thế một lên xong tí thì tươi cũng một kịp. Con lên nó chìm mất thuyền. Nhẹ lúc di chuyển nó nhẹ. Là nó xuống rồi nó thôi rồi rồi cái ngoài này phải khóa như thế kia đây. Hai cái này là phải khóa rồi, không khóa mất cái được cái đầu. Ui, em xỏ ra đây cho anh. Xỏ ra bên đấy cho chị. Vòng nó xuống thôi. Thank you.
Thằng kia cũng toàn ta tâm rồi nó thấy đang đà nó qua nữa gì thôi rồi ta đi đặt gần đi đẩy con đá đi rồi thấy nổi rồi là thấy chìm rồi ra đi ô thoải mái ô sợ ô còn đang kịch chân đi đi với mới làm sao được nào với đi. Ừ, về cái này thì các bạn ngủ mùa hè các bạn ngủ trên lai thôi một cân vào thì nó không còn cần là cái đằng trước nó hơi gì đấy ngồi về đằng sau ngồi ngay cái đằng sau này cả ngồi ngay cái ống bên trong này có một cái to ui phải có thêm cái này cũng thêm chắc chắn là phải có ui cái này có lý có lý được rồi. Kéo vào đây luôn, cứ kéo được không? Mình phải lên lại trên khoa đợi chị đã, đợi chị đã. Đi đi đi. Cứ đi lên cái đường. Không quay được đầu rồi đấy. Nhanh quá. Đưa dần, đưa dần vào, đưa dần vào, đưa dần vào đi, đưa đi. Dây ống nước rồi nhé, nhẹ nhàng thế nha, từ từ. Thank you.
đâu hả? Được chưa?
gái về này. Sâu xuống. Dưới anh để mình cái đèn lấy cái đèn dễ nó mọc đầy rồi. Thank you.
cho đất này vào à? Cố định cái này ở trên này phải gió nó quá. Đấy, cái dây đấy cho ra bên đấy. Đúng không? Cái dây như thế này. Nó gãy sẵn rồi. Cái này không khỏi.